OK, bây giờ đi đổi phần thứ hai. Phần thứ hai nói về phần thể phản thể. Giống như thầy đã nói rồi, lần trước thầy cũng có nói. Từ giản thế sang phần thể có một loại. Ở đây là nhất từ Có nghĩa là một chữ giản thế có thể thay đổi thành rất nhiều chữ phần thế, Thậm chí là ba cái, năm cái cũng được. Cho nên tạm thời bây giờ Microsoft, Office, Google, uh, Yahoo, tất cả ứng dụng bao gồm cái AI, cái gì đó cũng không thể phiên dịch chính xác hoàn toàn. Chấm từ tiếng Trung phi dịch thành tiếng Anh, tiếng Anh phiên thành tiếng Việt. Hôm nay sẽ giới thiệu một từ. Vừa mới thầy có dạy một từ là bốc thổi. các thổi này có ý là cái bài. Cái bài là thổi. Vậy thì cái thổi này từ gián thế sang phần ấy cũng không thể phiên dịch được bởi bất kỳ Microsoft, Google, cái gì đó không có phiên dịch được. Vậy thì em phải học từ phiên dịch. À, thầy là một người đang làm trong một số công ty nước ngoài phiên dịch giản thế sang phỏng thế hoặc là phù hợp với cái ca sử dụng tại uh, của người Hồng Kông. Cho nên thầy biết điều này rất là rõ ràng. Nếu có thể sử dụng phần mềm phiên dịch dục tại sao công ty phải bỏ đi để tuyển dụng thầy? Không có công ty bị kiếm tiền mà. Ok, đúng không? Rồi. Rồi, bây giờ thầy sẽ bắt đầu dạy. Cái từ này tiếng phổ thông pháp là thải, tiếng quả pháp là Thoại Thoại là đi mà trong trường hợp mà em đang học tiếng quả em phải chú ý. Cái thái thổi này phi thành tiếng quản Thật ra, vì ý nghĩa khác nhau sẽ có cách đọc khác nhau cách đọc khác nhau là cái này là tiếng gọi vẫn giữ nguyên tập thành thoại cái thoại này từ giãn thế sang phòng thế dưỡng nguyên cái này là một lý do nhiều khi xài phần mềm tính cái cái giãn thế phi nhiên thành phòng thế cũng sai chỗ này tại sao? tại vì họ cảm thấy là giãn thế sang phòng thế mà phải thay đổi không không thay đổi hình như là có gì hơi là thật ra thì không nhiều khi giảm thể sang phòng thể không cần thay đổi không cần thay đổi cái tỷ lệ không cần thay đổi nhiều hơn phải thay đổi à, giống như ở, trong mấy trường hợp này bao gồm địa phương đài loan không cần thay đổi được thái loan à, nhưng mà thực ra thái loan có hai có hai các viết các bạn có nghe có viết có thường nghe từ này không cái này là với hai cái này cũng được giảm nhau không có không có khác nhau không có khác nhau gì luôn em viết thời này hoặc là thời cái cái này phiền phúc không hai cái này giống nhau không liên quan tới phần thể hay là giảm thể để ý là em đi xin visa đại quan cũng có thể viết cái cái thời này thời quan còn thứ hai là đài truyền hình mình nói là tiền xì thổi tiền cái này cũng là thoại này mà thứ ba là đăng ký gói điện thoại theo tháng Hồng Kông có một từ rất là đặc biệt tương lai trong một bài thầy dạy cái tiếng quản thương mại thầy sẽ nói về điều này cái này tiếng quản nói là sợ thổi đăng ký dịch vụ để em hỏi bạn nào đang ở Hồng Kông hỏi người Hồng Kông không phải người Quảng Đông mà người Quảng Đông có thể không biết người Hồng Kông là biết đăng ký cái dịch vụ Hồng Kông có mấy công ty là như PCCW à, hoặc là số 3 số 3 cũng là một công ty những người Việt ở Vinaphone ở Việt Nam cái này Hồng Kông nó đăng ký dịch vụ ở đó tiếng quả nói là sợ thoại sợ thoại à, tiếng quả ở Hồng Kông nói sợ thoại còn tiếp theo là cái này nếu nói về cái đảo giống như mùa hè ở Quảng Đông, Hồng Kông, à, Hải Nam, đảo Hải Nam, à, Philippines vân à, vân sẽ à, chịu ảnh hưởng bằng cái đảo rất là nặng cái bão này giảm thể sang phòng thế thì phải phi nhật cái này nhiều khi AI cũng không phi nhật được có một số AI giữ mình có một số AI phi nhật thành từ khác từ khác là từ nào? Um, đã lỡ thầy sẽ nói cái này là báo thì mình nói là thổi phong phái phiên thành thêm cái phong của chữ phòng thế à, cái này chú ý à, cái này là phong của chữ phòng thế là như vậy viết như vậy cứ còn ở trong tối có một thổi vậy thì cái này phải chữ gì nhưng mà phi phiên thành cái giữ nguyên hay là phiên thành thổi thêm cái gió cái gió là phong mà thì cái đó tùy thôi nếu liên quan đến báo thì phải phi cái này vậy thì ai tạm không có phiên được tại vì nhiều khi phải đọc hết cả văn chương mới biết được Họ à, muốn nói cái gì? Phí nhìn một câu, phí nhìn từng từ, từng từ câu, nhiều chi sai. Họ à, càng nhiều nội dung, càng chính xác. Nhưng mà tất nhiên là nếu em muốn em viết một câu và em phải nói về tất cả bối cảnh, thì em cảm thấy quá mất thời gian. Cái này là một số lý do, một số công ty vẫn làm sai điều này. Rất nhiều công ty, công ty Trung Quốc ở Việt Nam, đi quận năm muốn xài chữ phòng thế thử. Nhiều khi sai chỗ này, họ xài Google dịch mà. Họ à, Baidu dịch, sai chỗ này. Rồi. Còn tiếp theo là, hồi có thể phiên thành cái này cái này không chỉ chữ khác nhau à cái thời này trong trường hợp mà em muốn nói về cái bài cái bài thì em phải phiên dịch thành chữ này hai chữ này cũng được giống như thầy đã nói là chữ này thì ra giống như chữ này mà trong tiếng quản tiếng phổ thông pha không có thay đổi luôn đi mà trong tiếng quản mình pha thần thành thời, mình thay đổi từ thanh tu thành thân hay cái này không còn là thổi nữa là thổi vậy thì ví dụ không có bài không có bạn tiếng quản nói mụ thỏi mụ thổi. em muốn em muốn đổi bài đổi bạn có ý là gì ví dụ em ở trong nhà hàng em ngồi ở uh, một bài sau đó em gặp thấy không hài lòng à quá uh, hoặc là dơ quá em, em yêu cầu đổi bài thì nói buồn thỏi buồn thỏi như vậy à uh, rồi cái này là một điểm thầy muốn chỉ cho các bạn lớp học tiếng quảng đông vẫn có thể học thêm chữ phở thế rồi thầy cảm ơn mọi người hẹn gặp lại